Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024 và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. UPS có kế hoạch cắt giảm 12.000 việc làm, tiết kiệm được 1 tỷ đô la. Tin từ Washington, UPS đã thông báo vào hôm thứ ba rằng họ sẽ cắt giảm 12.000 việc làm để xem xét các lựa chọn chiến lược cho hoạt động kinh doanh môi giới xe tải của mình. Giám đốc điều hành Carol Thom cho biết trong một cuộc gọi hội nghị rằng bằng cách giảm số lượng nhân viên của công ty thì UPS sẽ tiết kiệm 1 tỷ đô la. Theo The Associated Press, năm 2023 là một năm độc đáo và khó khăn, và qua tất cả, chúng tôi vẫn tập trung vào việc kiểm soát những gì chúng tôi có thể kiểm soát, duy trì chiến lược và củng cố nền tảng cho sự phát triển trong tương lai, Thom nói trong một bản tin. Bà ấy cũng thông báo rằng năm nay UPS sẽ trở lại chính sách đưa nhân viên của mình trở lại văn phòng 5 ngày một tuần. United Parcel Service Inc. dự đoán doanh thu năm 2024 từ khoảng 92 tỷ đô la lên 94,5 tỷ đô la. UPS cũng công bố doanh thu quý 4 là 24,92 tỷ đô la, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 25,31 tỷ đô la và giảm 7,8% so với năm trước. Thu nhập trong quý kết thúc vào tháng 12 đã giảm hơn một nửa xuống còn 1,61 tỷ đô la, tương đương với 1,87 đô la cho mỗi cổ phiếu từ 3,45 tỷ đô la hoặc 3,96 đô la cho mỗi cổ phiếu. Trên cơ sở điều chỉnh, thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu đạt tổng cộng 2,47 đô la, cao hơn một xu so với ước tính trung bình, theo FactSet. Hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt việc tăng một xu cổ tức hàng quý lên 1,63 đô la cho mỗi cổ phiếu và phải trả vào ngày 8 tháng 3 cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 20 tháng 2. Cổ phiếu của UPS đã giảm dần 6% trong giao dịch tiền thị trường. Năm ngoái, các thành viên công đoàn tại UPS đã bỏ phiếu để phê duyệt một thỏa thuận hợp đồng dự kiến đưa ra con dấu cuối cùng cho các cuộc đàm phán lao động gây tranh cãi, đe dọa, làm gián đoạn việc giao hàng cho hàng triệu doanh nghiệp và hộ gia đình trên toàn quốc. Wayfair và Sport Illustrated cũng thông báo rằng họ sẽ cắt giảm nhân viên trong tháng đầu tiên của năm 2024. Nirasa, giám đốc điều hành Wayfair, đã mô tả nó như một kế hoạch sắp xếp lại lực lượng lao động, dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí hàng năm là hơn 280 triệu đô la. Việc sa thải ảnh hưởng đến khoảng 1.650 nhân viên. Sports Illustrated đã thông báo cho nhân viên rằng The Arena Group đang lên kế hoạch sa thải một số lượng đáng kể, có thể là tất cả của các công nhân được đại diện bởi Guild tại SI, theo một tuyên bố từ Sports Illustrated Union. Một email gửi cho nhân viên nói rằng Authentic Brands Group đã thu hồi giấy phép tiếp thị của mình. Tiểu bang California đang chuẩn bị cho những cơn bão liên tiếp. California đang chuẩn bị cho mưa lớn và tuyết ở trên núi khi một dòng sông khí quyển di chuyển vào khu vực trong tuần này và kéo dài đến đầu tuần tới. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia, miền Bắc California và bờ biển trung tâm sẽ bắt đầu chứng kiến tác động của cơn bão đầu tiên vào đầu ngày thứ tư. Mưa lớn hơn dự kiến sẽ phát triển ở Nam California vào thứ năm và tiếp tục vào thứ sáu. Đây là một cơn bão lớn, nhà khí tượng học Henry DiCarlo của KTLA 5 News cho biết, mặt trận lạnh trải dài từ Canada đến Mexico. Tổng lượng mưa từ 2 đến 3 inch được dự báo cho khu vực vịnh San Francisco và các khu vực ven biển và thung lũng nội địa của Nam California. Dịch vụ thời tiết cho biết bờ biển trung tâm, chân đồi và núi có thể thấy mưa từ 4 đến 5 inch, cũng có khả năng xảy ra dông bão và lũ lụt cục bộ. Với cơn bão đầu tiên thì mức tuyết dự kiến sẽ bắt đầu ở độ cao khoảng 6.500 feet và giảm xuống mức thấp nhất là 5.500 feet. Chúng tôi được nghỉ vào cuối ngày thứ Bảy đến Chủ nhật và sau đó chúng tôi có một cơn bão thứ hai lạnh hơn và cũng rất là mạnh, DiCarlo nói. Vòng thứ hai sẽ ảnh hưởng đến tiểu bang California vào khoảng giữa Chủ nhật và thứ ba. Cơn bão này có rất nhiều kết quả, dịch vụ thời tiết thừa nhận trong bản tin hàng ngày của mình. Một kết quả có thể xảy ra, các nhà khí tượng học cho biết, cho thấy cơn bão đang đình trệ ngoài khơi bờ biển trung tâm và mang lại lượng mưa ổn định từ 12 đến 24 giờ. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt. Với nhiệt độ mát hơn thì mực nước tuyết có thể giảm xuống 3.000 feet. Đây là một cơn bão cần theo dõi, NWS nói.
ba kẻ buôn bán ma túy, trong đó có ba người gốc Việt đã bị bắt trong vụ bắt giữ ma túy ở Baton Rouge, Louisiana. Tin từ Baton Rouge, văn phòng cảnh sát trưởng East Baton Rouge đã bắt giữ ba nghi phạm buôn bán ma túy ở thành phố Baton Rouge. Văn phòng cảnh sát trưởng đã đăng lên Facebook rằng bộ phận EPSO-SCAT đã bắt đầu điều tra Tuyết Trinh Nguyễn, Hoàng Nguyễn, Thúy Nguyễn và Morgan Weaver trong 3 tuần lễ qua. Cả 4 người được cho là nhà phân phối thuốc ở khu vực Baton Rouge. Các nhà thám tử đã nhận được lệnh khám xét hai khu dân cư trong khu nhà số 10.300 của đại lộ Goodwood và khu 1.700 của đại lộ The Province. Vào hôm thứ Hai, thì các thám tử đã bắt giữ Tuyết Trinh tại một trong những nơi cư trú và thu giữ những thứ sau từ cả hai địa điểm. 15,7 ounce meth, 5,3 ounce fentanyl, 5,3 ounce cocaine, 6,6 gram cần sa, 2 bao cần sa tổng hợp, 30 cây bút vape THC, 17 liều alprazolam, 9 liều Adderall, 7,5 gram thực phẩm ăn được truyền TSC, 2 máy xay sinh tố quy mô kỹ thuật số, 17.580 đô la tiền tệ, áo giáp thân, 4 khẩu súng, 42 viên đạn thật cho súng trường tấn công. Tuyết Trinh Nguyễn, 27 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu vũ khí, sở hữu cần sa, 3 tội danh sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 1, 2 tội danh sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 2, tội phạm sở hữu súng có chất nguy hiểm được kiểm soát và lệnh sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 2. Hoàng Nguyễn, 30 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu súng, tội phạm sở hữu súng có chất nguy hiểm được kiểm soát, sở hữu súng máy, 2 tội danh sở hữu với mục đích phân phối ma túy theo bảng 1, 4 tội danh sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 2, sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 4 và lệnh sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 1. Morgan Weaver, 26 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu súng, tội phạm sở hữu súng với chất nguy hiểm được kiểm soát, sở hữu súng máy, sở hữu với mục đích phân phối ma túy theo bảng 1, 5 tội sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 2, sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 4 và 2 lệnh bắt giữ để sở hữu với ý định phân phối ma túy theo bảng 1. Thúy Nguyễn, 35 tuổi, là một vụ bắt giữ bổ sung, đã bị buộc tội sở hữu một khẩu súng có chất nguy hiểm được kiểm soát, sở hữu với mục đích phân phối ma túy theo lịch trình 1, sở hữu ma túy theo bảng 1 và lệnh của Tòa án Tư pháp quận 19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp, mong quý vị comment ở bên dưới và đừng quên nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.